dân chúng Thượng Hải biểu tình phản đối nhà máy bình điện Lithium tiến từ Sơn Giang. Ở vùng ngoại ô quận Sơn Giang, thành phố Thượng Hải, ngày hôm nay hàng ngàn cư dân xuống đường lần thứ ba trong tháng này để biểu tình phản đối chống lại việc xây dựng nhà máy sản xuất bình điện Lithium. Báo chí địa phương cho biết là khoảng 1.000 người tham gia cuộc tuần hành, nhiều người mặc áo thun, in hình của một nhà máy gây ô nhiễm không khí, lo sợ rằng nhà máy này có thể ảnh hưởng đến môi trường. Các cuộc biểu tình gần đây ở Thượng Hải dấy lên sự căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng trước các vấn đề môi trường và ô nhiễm ở Trung Cộng. Ngày càng có nhiều người muốn sử dụng các cuộc biểu tình rầm rộ để lên tiếng phản đối. Người biểu tình tuần hành khắp quận Sơn Giang hướng tới các văn phòng chính phủ của địa phương, nhưng bị nhân viên cảnh sát ngăn chặn giao thông và hướng dẫn họ đi theo con đường mà chính quyền cho phép. Cuộc tuần hành phần lớn mang tính chất ôn hòa, nhiều người mang theo cả trẻ con và bé sơ sinh. Cư dân địa phương nói rằng họ lo ngại về lượng nước thải và khí thải được xả ra từ nhà máy bình điện Lithium sẽ được xây dựng bởi công ty năng lượng công nghệ cao Hefei Guzhuang.